Xay như thế đi bọn vừa nói như thế cha bên kia chạy trong hôm đó rất là nấu ngon bây giờ tao nấu cái này cái con cha tao lập khăn lúc bơm rồi hộp tao cuốn hộp ôn cuốn tao khai chưa quân lập khách luôn mình bận rồi anh không chịu chịu mình chịu cái mía xài bông hoa đó
bê mặt đây. Thèm tên này, con thăm chuyện này là con à nè. Got it.